Chà. Hôm nay tôi quay giới thiệu các bác một đôi loa của Anh Quốc, loa karaoke. Mã là 2180. Loa gồm một bát 20 và hai tép. Có một tép ở bên hông. Loa còn rất mới và đẹp. Đôi loa tôi bán giá là 4,2 triệu đồng. Hàng bãi nguyên zin. Loa này thì nó ghép được các cái âm ly công suất vừa vừa thôi. Công suất không cần quá lớn như cái âm loa karaoke 3190 tôi đã bán. Loa của Anh Quốc này thì nói luôn các bác là ngoài chức năng karaoke thì nghe nhạc cực hay luôn. Nghe nhạc vàng cực kỳ hay luôn. Hai tép nhá, một lỗ thông, hai lỗ thông hơi bên cạnh. Bát 20. Gân lộn. Đây là gân lộn. Đặc thù của hãng này nó hay làm gân lộn nhá. Loa cổ đến loa hiện đại hay làm gân lộn. 4 triệu đó, 4,2 triệu đồng. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu qua tài khoản của tôi sẽ gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Phí vận chuyển là người mua phải chịu, bởi vì mình không đến được tận nơi. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn. Chung cư này nằm tại trung tâm quận Hà Đông nhé. Xin cảm ơn.